Trước khi đến với nội dung video ngày hôm nay thì bây giờ mình sẽ vào video mới nhất. Ở video mới nhất thì có một số bạn comment ha. Bây giờ mình sẽ quay random và tặng thưởng cho một bạn này. Rồi mình sẽ dán đường dẫn liên kết vào. Đây là video trước nha. Xóa bình luận 2 lần này và cú pháp là like cộng lại số điện thoại ha. Mình sẽ ghé YouTube comment này. Rồi tổng cộng là có 6 bạn tham gia và đúng cú pháp ha. Bây giờ mình sẽ bấm vào quay random này. Rồi xin chúc mừng bạn Gia Hoàng. Bạn có số điện thoại là 0585288782. Xin chúc mừng ha. Bạn sẽ nhận được một phần quà từ mình. Rồi số tiền sẽ là 10.000 ha. Tiền như là bạn này lần thứ 2 trúng giải thưởng của mình ha. Nhớ là chuyển tiền cho bạn này một lần rồi. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh để tham gia chương trình và xem những video mới nhất từ kênh mình nhé. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel YouTube của Văn Tuấn TV ha. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì có thể ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký kênh tại đây này và một lượt bật quả chuông thông báo để nhận được những video mới nhất về kiếm tiền online từ kênh YouTube channel của mình nhé. Trên kênh của mình cũng đã có rất là nhiều video, bao gồm những video về cách đăng ký, sử dụng những cái ngân hàng và giúp cho các bạn có thể kiếm thêm tiền từ việc giới thiệu ha, hoặc là những cái mẹo, những cái thủ thuật hay thì mọi người có thể xem lại những video này ha. Nhờ như tiêu đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn và hướng dẫn các bạn đăng ký và xác minh sàn Binance một cách chi tiết từ A đến Z ha. Thì giới thiệu cho các bạn nào chưa biết sàn Binance là gì thì sàn Binance là một nơi để chúng ta có thể mua bán giao dịch tiền điện tử, tức là cryptocurrency ha, hiện nay đang rất là hot, bao gồm rất là nhiều đồng coin ở trong này. Thì sàn Binance này được thành lập từ tháng 7 2017 này và giám đốc điều hành là ông Triệu Trường Bằng, nhà sáng lập Triệu Trường Bằng ha. Ngày thành lập 2017 thì Binance được khai sinh ra từ cái thời điểm mà Bitcoin, nếu như bạn nào mà theo dõi cái thị trường này thì Bitcoin lúc đó đạt đỉnh điểm 20.000 đô, nhưng mà bây giờ đã lên cập nhật đến ngày 9 tháng 10 2021 thì Bitcoin đang có một cái giá rất là cao, 55.000 đô ha. Trong mỗi cái video ví dụ như thế này đi thì mình đều để cái đường link đến kèm, các bạn click vào cái đường link ở phía bên dưới phần ghi của phần bình luận mình nè, hoặc là phần mô tả của phần video mình đều để một cái đường link đến kèm giúp bạn có thể dễ dàng đăng ký sàn Binance thông qua cái đường link của mình. Thì mình cũng không nhận được cái gì cả, mà khi các bạn đăng ký qua link của mình ấy thì các bạn giao dịch mua bán trên này thì sẽ giảm rất là nhiều phí giao dịch ở trên sàn Binance ha. Sau khi các bạn click vào đường link ở phía bên dưới phần bình luận này thì nó sẽ chuyển sang cho chúng ta cái giao diện đăng ký của Binance ha. Rồi ở đây thì có hai cái tab cho chúng ta tạo tài khoản Binance. Tab thứ nhất là một di động hoặc là email, thì ở đây mình sẽ đăng ký bằng email ha. Sau khi các bạn điền email xong thì chúng ta sẽ điền mật khẩu ha. Mật khẩu thì bao gồm tối thiểu là 8 ký tự này, tối thiểu một chữ số, tối thiểu một ký tự hoa ha. Rồi ID, một ID giới thiệu thì khi các bạn click vào đường link của mình thì nó sẽ tự nhập ID của mình vào ha. Khi các bạn đăng ký qua thông qua cái đường link của mình thì sau này các bạn mua bán giao dịch ở trên này thì tất cả những cái phí chúng ta mua bán ở trên này đều được giảm hơn so với lại các bạn tự đăng ký và tự mua, tự giao dịch ở trên này nhé. Và bây giờ mình sẽ click vào tạo tài khoản này. Rồi tiếp theo, để xác minh bảo mật cái này thì các bạn chỉ cần trượt cái thanh này sang cái ô này cho nó khớp lại với nhau là ok nhé. Rồi bây giờ sẽ có một cái mã code gửi về cho địa chỉ email của mình. Nhiệm vụ của mình là sẽ nhập cái mã code này vào, mình sẽ vào Gmail này. Rồi như vậy là Binance vừa gửi cho mình một cái mật khẩu, đây là mật khẩu nha, mình sẽ copy và sang này mình sẽ dán vào, rồi nó sẽ tự nhận cho chúng mình luôn. Rồi như vậy là các bạn đã đăng ký thành công nhé. Việc đăng ký thì cũng hết sức đơn giản thôi. Tuy nhiên để mà giao dịch được thì không phải chỉ đăng ký không. Bây giờ các bạn sẽ click vào nút đi đến bảng điều khiển này. Rồi ngay sau đó thì nó sẽ hiện lên một bảng thông báo là xác minh bảo mật bằng tính năng 2FA bao gồm Binance hoặc là Google Authenticator ha, để tăng cái tính bảo mật cho tài khoản. Thì có hai cách để chúng ta có thể xác minh. Bây giờ các bạn có thể xác minh luôn cũng được, hoặc là các bạn bỏ đi. Thì bây giờ mình sẽ vào đây, mình giới thiệu cho các bạn cái đã. Vì đây là cái tài khoản mới cho nên là các bạn sẽ thấy này, số dư là không có cái gì hết và những cái lệnh cũng không có cái gì hết cả.
các bạn có thể thấy ở trên cái thanh này Binance đang gửi cho chúng ta, buộc chúng ta phải xác minh bảo mật hai lớp này và nạp tiền vào. Rồi các bạn không cần quan tâm đâu, các bạn vào phần bảo mật thì trong này sẽ có tất cả những cái bảo mật mà Binance sẽ yêu cầu chúng ta xác minh và bảo mật ha. Thì bốn cái bắt buộc chúng ta phải làm đó chính là xác thực hai yếu tố 2FA này, xác minh danh tính, rồi cài mã chống lừa đảo, danh sách ưu tiên rút tiền. Thì mình sẽ đi từng cái ha. Rồi mình sẽ kéo xuống này, xác thực hai yếu tố 2FA này. Đầu tiên các bạn sẽ click vào khóa bảo mật, đây cái mục khóa bảo mật này, rồi các bạn kích hoạt lên. Đây nó sẽ hiện ra lại cái thông báo như hồi nãy thôi. Thì mình sẽ xác minh bằng Binance Google Authenticator ha, hoặc là xác minh bằng điện thoại. Bây giờ mình sẽ kích hoạt bằng Binance Google Authenticator này. Ngay sau đó thì nó sẽ chuyển sang cho chúng ta cái giao diện như thế này. Mọi người sẽ vào Set Play hoặc là App Store, các bạn tìm kiếm cho mình cái ứng dụng là Google Authenticator ha. Đây nhé, đây cái biểu tượng này nè, và các bạn bấm vào cài đặt hoặc là cái đường link này, nó bấm vào thì nó sẽ tải về. Sau khi các bạn tải Google Authenticator vào thì các bạn sẽ bật cái ứng dụng này lên như trên màn hình các bạn đang thấy, tại vì ở đây mình đã liên kết một số cái tài khoản ở trước rồi, cho nên mọi người sẽ thấy một số cái dãy số như thế này. Còn đối với lại bạn nào mà lần đầu tiên vào liên kết Google Authenticator ấy, thì các bạn sẽ có một cái giao diện trống ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ click vào cái dấu cộng này nè. Rồi sau đó tùy nha, đối với lại điện thoại Android ấy, thì dấu cộng ở phía bên dưới, còn đối với lại iPhone thì dấu cộng ở phía bên trên, nói chung thì cũng tùy, miễn sao là các bạn click vào dấu cộng. Sau đó nó sẽ hiện ra cho chúng ta là quét mã vạch hoặc là nhập thủ công. Nếu các bạn quét mã vạch thì các bạn click vào quét mã vạch và các bạn đưa cái camera của các bạn vào trong cái mã QR như trên màn hình, rồi sau đó là nó sẽ báo hoàn thành nhé. Hoặc là các bạn nhập thủ công, nhập thủ công thì các bạn sẽ nhập cái dãy số này nè, cái dãy số ở dưới cái mã QR đó, các bạn copy và điền vào cái mục nhập thủ công. Thì ngay sau đó nó sẽ hiện ra một cái mã cho chúng ta. Như vậy là đã thành công ha. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển sang bước 3 này, khóa dự phòng. Thì các bạn phải lưu cái mã khóa dự phòng này tại một nơi nào đó, chỉ mình các bạn biết thôi nhé. Để sau này lỡ như mà điện thoại chúng ta mất thì chúng ta tải Google Authenticator về và chúng ta nhập cái mã này vào thì chúng ta có thể xác minh lại cái tài khoản Binance của mình. Rồi chúng ta sẽ bấm tiếp theo này. Bước thứ 4 thì chúng ta sẽ bật Authenticator bằng cách xác minh tài khoản của chúng ta ha. Các bạn bấm vào lấy mã này. Rồi như vậy là mã đã gửi về email của mình. Mình sẽ bấm quay lại. Rồi như vậy là đã có rồi này, 894153. Rồi mình vào xác minh. Rồi một mã xác thực gồm 6 chữ số từ Google Authenticator. Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái ứng dụng Google Authenticator và chúng ta sẽ tạo mã gồm 6 số và nhập vào ha. Các bạn nhập 6 số đó lại và điền vào nhé. Rồi sau khi các bạn điền xong ấy thì các bạn bấm tiếp tục. Khi mà nó báo là đã bật Authenticator như thế này ấy, thì đã thành công nhé các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ xác minh những cái còn lại. Tiếp tục chúng ta sẽ xác minh danh tính ha. Rồi các bạn bấm vào xác minh danh tính. Rồi các bạn bấm vào tiếp theo này. Tại đây sẽ có hai phần, là phần đã xác thực với lại đã xác minh Plus. Thì đối với mục xác minh Plus thì yêu cầu chúng ta phải làm những cái giấy tờ chứng minh địa chỉ và thời gian xét duyệt nó cũng sẽ lâu hơn là 10 ngày ha. Nhưng mà đổi lại thì cái hạn mức giao dịch của chúng ta sẽ là 200.000 đô trên một ngày. Giao dịch B2B thì không giới hạn. Thì những cái này, giao dịch B2B thì những video khác mình sẽ nói ha. Rồi để xác minh thông tin cá nhân thì các bạn sẽ bấm vào bắt đầu ngay. Rồi tại mục này các bạn sẽ điền số chứng minh nhân dân, họ tên, ngày tháng năm sinh đầy đủ vào. Thì trên chứng minh nhân dân của các bạn có cái thông tin như thế nào thì các bạn điền đúng như thế đó nhé. Sau khi các bạn điền xong ngày tháng năm sinh này, họ tên đầy đủ, số chứng minh nhân dân thì các bạn sẽ click vào nút tiếp tục này. Rồi địa chỉ cư trú thì các bạn sẽ nhập cái địa chỉ trong chứng minh nhân dân mình ha. Tiếp theo cái mục mã bưu điện này không bắt buộc thì chúng ta cũng không cần bắt buộc đâu các bạn. Rồi một thành phố thì các bạn nhập cái tỉnh chúng ta đang sinh sống vào.
Rồi sau khi các bạn điền xong thì chúng ta sẽ click vào nút tiếp tục. Bây giờ nó sẽ xuất hiện ra cho chúng ta ba cái option. Thì nếu như các bạn muốn xác minh bằng bằng lái hoặc là hộ chiếu thì các bạn chọn hai cái mục ở phía bên dưới. Ở đây thì mình sẽ sử dụng căn cước công dân do chính phủ cấp. Chúng ta sẽ bấm vào tiếp tục nè. Bây giờ mình sẽ tải hai cái ảnh chứng minh nhân dân của mình đây ha, bao gồm mặt trước và mặt sau, hoặc là các bạn cũng có thể tự chụp ha. Rồi mặt sau thì mình cũng làm tương tự như vậy, thì chứng minh nhân dân các bạn phải rõ nét nhé. Sau khi các bạn tải hai mặt chứng minh nhân dân xong thì nó sẽ bắt mình xác minh khuôn mặt luôn, tương tự như chúng ta đăng ký ngân hàng thôi. Bây giờ các bạn có hai option, một cái là chụp ảnh, hai là tải ảnh lên. Thì mình đã chụp rồi, cho nên mình sẽ tải một cái ảnh lên này rồi bấm tiếp tục ha. Sau khi các bạn chụp ảnh chứng minh xác minh khuôn mặt của bạn lên thì vẫn chưa đủ ha. Tiếp theo là chúng ta phải xác minh nâng cao, thì ban nền bác chúng ta phải nhận diện cái khuôn mặt. Bây giờ chúng ta sẽ cho phép camera, cho phép quyền truy cập camera này. Rồi mình sẽ đưa cái khuôn mặt của mình vào và làm theo ban nền hướng dẫn thôi, có thể là gật đầu hay là cúi đầu gì đó không vâng. Khi mà nó xuất hiện một cái dấu tích xanh như thế này thì tất cả đã thành công nhé. Rồi chúng ta sẽ bấm đơn này. Rồi sau khi các bạn xác minh danh tính thành công thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái tích xanh ở đây. Như vậy là đã thành công nhé. Đến một xác minh mã chống lừa đảo này. Bây giờ mình sẽ tạo một cái mã chống tấn công giả mạo. Thì cái mã này để làm gì? Khi một cái email nào đó từ Binance, ví dụ như khi nãy đi, ví dụ như thế này, hàng ngày thì các bạn sẽ có rất là nhiều email gửi về. Lỡ như những cái email mà giả danh Binance gửi về bắt chúng ta điền những cái này, ví dụ như người ta họ gửi link đồ này, các bạn nhập cái tài khoản của bạn vào thì chúng ta sẽ bị lộ những cái thông tin cá nhân của tài khoản của mình. Thì đây là cái giải pháp cho chúng ta. Khi các bạn bật cái mã chống tấn công giả mạo thì khi Binance gửi một cái email nào đó về thì đều có cái mã này đến kèm trong cái email đó nha, để chúng ta phân biệt đâu là email thật, đâu là email giả. Các bạn click vào tạo mã chống tấn công giả mạo này và tạo cho chúng ta một cái mã. Rồi mình sẽ bấm vào gửi đi. Bây giờ chúng ta lại phải xác thực trên Google Authenticator này. Bây giờ mình sẽ vào Google Authenticator để chúng ta lấy mã ha. Rồi như vậy là mình đã thiết lập thành công cái mã chống giả mạo này. Như vậy là từ giờ trở đi, bất kỳ cái email nào chính thức từ Binance gửi về cho địa chỉ email của mình thì đều đến kèm một cái mã xác minh. Đây là cái mã từ Binance chính thức gửi về, không có ông nội nào mà có thể giả mạo được cho chúng ta ha. Đây, cái mã này do chính chúng ta thiết lập nhé. Rồi như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn xác thực hai yếu tố này, xác minh danh tính này, rồi chúng ta bật mã chống lừa đảo. Bên cạnh đó thì các bạn vào phần cài đặt, bạn vào phần thông tin cơ bản này. Tại mục này các bạn sẽ nhập giấy tờ tùy thân tương tự như khi nãy mình đã hướng dẫn ấy. Như vậy là đã thành công nhé. Link đăng ký Binance thì mình sẽ để ở phía bên dưới phần bình luận. Mọi người sẽ vào đó đăng ký sẽ nhận được nhiều ưu đãi khi chúng ta giao dịch ở trên sàn Binance này nhé. Rồi, hẹn mọi người ở video tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta giao dịch mua bán ở trên sàn Binance bằng Việt Nam đồng. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì nhớ đăng ký kênh để xem những video về series Binance từ mình nhé.